Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 16 tháng 7 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình giao thông cuối ngày tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội tại thời điểm này thì giao thông tại Hà Nội nhìn chung là khá đông đúc, các xe di chuyển chậm nhưng chưa xảy ra ùn tắc cục bộ. Hiện nay một số tuyến đường lượng xe rất đông di chuyển chậm như khu vực ngã tư Cửa Nam, đường Đại La hướng đi đường Trường Chinh, đường Chùa Bộc hướng đi đường Thái Hà. Một số tuyến đường có lượng xe đông nhưng di chuyển cũng khá ổn định như là trục quốc lộ 5 đoạn cầu Chui Sài Đồng. Đáng lưu ý trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, đoạn qua số nhà 15 có một cửa hàng thời trang mới khai trương nên mọi người hiếu kỳ đứng xem, gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông qua đây. Cũng giống như Hà Nội thì tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này, giao thông trên các tuyến phố phương tiện cũng đang đông dần lên, nhất là ở các ngã rẽ. Các tuyến giao lộ có lượng xe đông nhưng vẫn di chuyển khá ổn định là khu vực cầu Sài Gòn hướng đi Đồng Nai, khu vực quận Nhất hướng đi bến xe miền Đông, tuyến đường Phan Đăng Lưu. Đáng lưu ý, các tuyến có lượng phương tiện đông di chuyển chậm là tuyến quốc lộ 1 trên đại lộ Đông Tây, khu vực ngã 5 quận Gò Vấp, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, xa lộ Hà Nội. Tất cả các tuyến giao lộ trên đều có lượng xe rất đông và di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Sau đây là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong ngày hôm nay, 16 tháng 7. Cụ thể, theo số liệu cập nhật vào lúc 15 giờ 20 phút chiều ngày hôm nay, ngày 16 tháng 7, trên địa bàn cả nước xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 41 người, trong đó có 25 vụ va chạm, làm bị thương 15 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 5.501 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kho bạc nhà nước thu 2 tỷ 407 triệu đồng, tạm giữ 8 xe ô tô, 1.122 xe mô tô. Tiếp theo chương trình sẽ là một số những tin vắn giao thông đáng chú ý. Hôm qua, ngày 15 tháng 7, xe khách giường nằm của hãng Kim Hoàng mang biển kiểm soát 61B00302 chạy từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương về Chợ Mới, An Giang. Khi đang lưu thông trên đoạn đường dẫn lên đầu cầu Mỹ Thuận, thì xe đột ngột bị va vào rào chắn an toàn, làm 3 hành khách văng ra khỏi xe, rơi xuống đường. Sau cú va chạm, cửa xe bị biến dạng không mở được, nhà xe đã phải phá kính xe để cho hành khách ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để cấp cứu, trong đó có một người đã tử vong, 11 người bị thương và nhiều người bị thương rất nặng. Theo các hành khách đi trên xe, trước đó tài xế phát hiện xe bị trục trặc tay lái nên đã ghé vào một quán bên đường để sửa chữa, sau đó lại cho xe đi tiếp. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, ngày 15 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã kiểm tra, xử lý 881 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó có 61 vi phạm là xe khách, 86 xe con, 93 xe taxi, 37 xe tải, 2 xe ba bánh giả danh thương binh và 602 xe máy. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý tạm giữ 53 phương tiện và tước giấy phép lái xe đối với 86 trường hợp. Qua phân tích, các lỗi vi phạm vẫn chủ yếu là sai làn đường, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, vượt sai quy định và không đội mũ bảo hiểm. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hôm qua, 15 tháng 7, đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc VEC cho biết, đơn vị này đang tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện kết cấu móng, mặt đường cao tốc, đoạn thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đúng theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Thời gian thi công hoàn thiện dự kiến kết thúc vào giữa tháng 8 năm 2013. Theo đó, trong quá trình thi công, đoạn đường này có nền địa chất không ổn định, phải áp dụng các biện pháp xử lý nền đất yếu. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng của dự án bị chậm, để kịp đưa toàn tuyến vào khai thác vào cuối tháng 6 năm 2012 nhằm giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 1, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép VEC dỡ tải sớm, láng nhựa tạm, chờ đường lún hoàn toàn sẽ hoàn thiện thi công. Trong quá trình khai thác và theo dõi lún, dưới sự giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát, theo VEC, đến nay đoạn đường này đã được đánh giá là đảm bảo độ lún. Các giảng viên bộ môn cầu hầm trường Đại học Giao thông Vận tải vừa đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục các sự cố lún đường dẫn vào cầu. Đó là bổ sung hoàn thiện quy trình công nghệ về khảo sát địa chất, thi công, kiểm soát chất lượng thi công, thời điểm bù lún sửa chữa trong quá trình khai thác, áp dụng công nghệ mới, các giải pháp thiết kế mới và cải tiến các giải pháp thiết kế hiện hữu. Hiện các giải pháp này đang được xem xét về hiệu quả và tính khả thi để áp dụng vào thực tiễn.
lún đường dẫn vào cầu đắp trên đất yếu là hiện tượng phổ biến, không chỉ riêng tại Việt Nam mà ngay cả các quốc gia phát triển. Điểm khác biệt là tại các công trình cầu ở Việt Nam, độ lún lệch giữa cầu và đường có quy mô lớn hơn, thời điểm bắt đầu xảy ra hiện tượng lún lệch cũng sớm hơn. Hiện tượng này không chỉ gây ra ảnh hưởng đến chất lượng công trình giao thông mà nó còn là nguyên nhân tiềm ẩn của rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Thưa quý vị, trên quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Huế hiện nay có 70 km trên tổng số 620 km bị lún theo vệt bánh xe. Đoạn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có 90 km trên tổng số 953 km. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang chỉ đạo thực hiện các giải pháp để khắc phục cục bộ tại những điểm xảy ra hiện tượng này. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, vệt lún vệt bánh xe hay còn gọi là bệnh sống trâu trên đường chảy nhựa An Phan bắt đầu xuất hiện từ năm 2009. Tuy nhiên, tình trạng này xuất hiện nhiều vào khoảng tháng 5, tháng 6 vừa qua, sau đợt nắng nóng kéo dài tại khu vực miền Trung. Tình trạng trôi lún theo vệt bánh xe xảy ra ở cả tuyến đường vừa đưa vào khai thác, lẫn những tuyến đường đã khai thác cả chục năm nay. Trong đó, đoạn từ Thanh Hóa đến Huế có 70 km. Trên tổng số 620 km bị lún theo vệt bánh xe, đoạn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có 90 km trên tổng số 953 km. Trên một số tuyến đường đèo, các hàn lún cao 10 đến 15 cm gây nguy cơ tai nạn giao thông. Nguyên nhân của hiện tượng này được xác định khá rộng, bao gồm thời tiết nắng nóng, phương tiện vi phạm về tải trọng, phương án thi công chưa đảm bảo, vật liệu không đảm bảo chất lượng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang chỉ đạo thực hiện các giải pháp để khắc phục cục bộ tại những điểm xảy ra hiện tượng này và giải pháp mang tính lâu dài, bền vững hơn. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ, tại hội nghị tổ chức ngày hôm qua ngày 15 tháng 7 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thu hồi các dự án BOT không triển khai sau tháng 8. Dự án mở rộng quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ dài 1.887 km, được chia thành 37 dự án, trong đó có 17 dự án BOT với chiều dài 562 km, cùng tổng mức đầu tư 42.502 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng hiện đang còn nhiều vướng mắc như giá đất bồi thường ở nhiều địa phương chưa sát với giá thị trường, chênh lệch giá giữa các địa phương liền kề gây khiếu kiện, thắc mắc trong dân, thiếu vốn dẫn đến chi trả tiền cho dân chậm so với thời điểm áp giá đền bù. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ thu hồi những dự án BOT không có khả năng thực hiện, đồng thời yêu cầu dự án hoàn thành trong năm 2016. Phó Thủ tướng cũng thống nhất cho ứng 5.000 tỷ đồng để các địa phương giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu không để xảy ra tình trạng kê khống tài sản để nhận đền bù như xây nhà, trồng cây giả. Việc thi công phải khoa học, liên tục, tái định cư cần đi trước một bước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ trực tiếp kiểm tra hiện trường, chủ đầu tư nào chậm trễ, làm sai sẽ bị đình chỉ thi công và nhà thầu nào không đủ năng lực thì hãy rút lui, để chậm trễ là có lỗi với dân, với nước. Liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới nếu nhân viên của mình vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những giải pháp được đưa ra trước tình hình tai nạn giao thông liên tục gia tăng tại địa phương này. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 tiêu chí. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, vượt ẩu. Tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ tăng cao, đặc biệt là tại tuyến quốc lộ 51. Trước tình hình đó, trong những tháng còn lại, một trong những biện pháp được Ban An toàn giao thông tỉnh áp dụng là đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới nếu trong cơ quan, đơn vị có người gây ra tai nạn giao thông hoặc vi phạm luật giao thông. Như thường lệ, tiếp theo chương trình là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn bảo vệ chính mình. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua thì có tới 90% các vụ nghiêm trọng xảy ra là do lái xe chạy quá tốc độ. Do đó, việc xử lý mạnh các lỗi vi phạm, đặc biệt là chạy quá tốc độ đang được các cơ quan chức năng rốt ráo thực hiện. Tuy nhiên, các biện pháp được ưu tiên hiện nay là bắn tốc độ, xử lý qua thiết bị giám sát hành trình đều chưa phát huy được hiệu quả mong muốn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Giao thông An toàn tại tỉnh Nam Định. Quốc lộ 10, quốc lộ 21A và 21B thuộc địa bàn tỉnh Nam Định. Mặc dù lượng phương tiện đi lại ít hơn so với các tuyến quốc lộ khác, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông lại diễn biến rất phức tạp. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ vốn là những biện pháp được lực lượng chức năng áp dụng triệt đề, song hiệu quả vẫn còn thấp, khi trong 6 tháng vừa qua, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, trong đó có tới 23 vụ xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Cái vi phạm mà dẫn đến cái nguyên nhân tai nạn thì cái lỗi chủ yếu là vi phạm tốc độ. Thứ hai là đi không đúng cái phần đường. Thứ ba là cái việc tránh vượt không đúng quy định. Như 6 tháng đầu năm nay chúng tôi đã xử lý đến gần 1.600 trường hợp vi phạm tốc độ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, một công cụ khác được chính thức áp dụng nhằm xử lý vi phạm tốc độ, đó là qua thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, hạn chế của thiết bị này là chỉ báo động khi xe vượt quá tốc độ tối đa cài đặt trên thiết bị. Còn khi vượt tốc độ quy định tại đoạn đường đó nhưng lại vẫn nằm trong mức cho phép của thiết bị thì vẫn không phát hiện được. Bên cạnh đó, hiệu quả xử lý vi phạm tốc độ qua hộp đèn còn chưa cao khi biện pháp này gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Cái việc là hướng dẫn của các cơ quan cấp trên với chúng tôi về cái việc xử lý vi phạm về trích xuất này cũng như cái phương tiện thiết bị để mà trích xuất được những cái hình ảnh ra thì bây giờ cũng còn gặp khó khăn. Nên là chúng tôi sẽ trong thời gian tới thì cũng sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên để có những cái kiến nghị với những cái cơ quan có liên quan hoặc kiến nghị với cấp trên để có những cái hướng dẫn kịp thời, cụ thể để cho chúng tôi dễ dàng thực hiện hơn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Nam Định, muốn giảm thiểu vi phạm tốc độ cần kết hợp cả hai biện pháp trên. Tuy nhiên, để làm được việc này, cần có sự liên thông giữa cơ quan quản lý với lực lượng trực tiếp xử lý vi phạm. Song cái khó ở đây là hiện cả nước mới có khoảng 5% doanh nghiệp vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình đạt chuẩn. Nếu như mà chúng ta chỉ có sự xử lý tốc độ bằng các cái cơ học như bây giờ, như chúng ta, bằng máy đo tốc độ và các cái máy quan sát, thì chúng ta thấy là nó chỉ ở một cái điểm nhất định nào đó thôi. Nếu mà chúng ta mà có cái sự liên thông với nhau này rất tốt thì chúng tôi thấy rằng là bất cứ lúc nào lái xe cũng phải chấp hành tốc độ thì điều đó thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất thiết thực. Còn 95% còn lại thì rất khó giảm. Thì vấn đề đặt ra còn lại là các giải pháp khác mà trong chiến dịch tốc độ chúng tôi có đưa ra nó các giải pháp khác. Trong đó cái công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tuần tra lưu động đấy, là rất quan trọng. Thứ hai đấy, sự vào cuộc của doanh nghiệp và làm sao mà truyền thông, rồi là cái công tác truyền thông này, rồi cái cảnh báo nó phải tốt hơn. Cần duy trì các giải pháp bắn tốc độ trên đường, đặt camera giám sát để phạt nguội. Bên cạnh đó, vai trò giám sát hoạt động của các doanh nghiệp vận tải rất quan trọng đối với việc tài xế chấp hành các quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá số giờ quy định. Tức là cần có sự liên thông nhịp nhàng giữa các biện pháp mới hy vọng kéo giảm tai nạn do vượt quá tốc độ gây ra. Bản tin giao thông an toàn ngày 16 tháng 7 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.